Halu tìm hiểu về cách làm rượu vang đỏ truyền thống. Bước đầu tiên là thu hoạch nho và vận chuyển đến nơi sản xuất rượu vang. Đây là giai đoạn quan trọng góp phần vào chất lượng của rượu vang. Nho làm rượu vang cần phải được vận chuyển một cách nhẹ nhàng, tránh tình trạng làm dập nát hay rơi rớt nước cốt nho trên đường vận chuyển. Tiếp theo đó cần loại bỏ cuống nho. Thông thường người ta thường loại bỏ cuống nho từ những chùm nho vừa thu hoạch. Giai đoạn này giúp đảm bảo hương vị cho rượu vang không bị đắng và trở nên khó thưởng thức hơn. Sau đó nghiền hoặc ép vỏ nho. Người ta dùng máy ép hoặc máy nghiền để lấy nước cốt từ nho. Sau khi nho được nghiền thì hỗn hợp nước nho, thịt nho, vỏ nho và hạt nho được trộn lẫn và ngâm với nhau để đảm bảo hương vị thơm ngon hấp dẫn cho rượu vang. Cũng chính nhờ giai đoạn này mà bạn hoàn toàn có thể cảm nhận một cách chân thật và rõ nét hương vị lý thú quả vang. Tiếp theo là quá trình lên men. Đây được xem là một trong những giai đoạn quan trọng của việc hình thành hương vị cho rượu vang. Quá trình này được diễn ra bên trong những thùng gỗ sồi đến từ Pháp hay Mỹ. Hỗn hợp nho cùng hòa quyện với nhau tạo nên hương vị pha lẫn chút chất đắng tuyệt hảo. Tiếp theo đó là ép bã nho. Sau khi quá trình lên men và tạo màu kết thúc, các nhà sản xuất sẽ gạn rượu vang ra. Bã nho sau đó được ép để lấy nước phần rượu còn lại, gọi là rượu ép. Rượu ép rất đậm và nhiều chất chát. Người ta có thể trộn hai loại rượu với nhau hoặc làm hai loại rượu vang khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Tiếp theo là quá trình ủ vang. Rượu vang được ủ trong thùng gỗ sồi hay inox để cải thiện mùi vị. Nếu như vang lên men và ủ trong thùng inox thường có vị tươi mát, nhiều mùi trái cây, mùi hoa nhưng thiếu đậm đà và được uống sớm hơn, thì vang ủ trong thùng gỗ sồi từ 6 tháng đến nhiều năm có chất lượng cao và để được lâu, nhưng giá cả cũng vì chính vì thế mà đắt hơn.